Thưa quý vị và các bạn, khách mời sáng nay của chúng tôi sẽ là Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan. Ngô Phương Lan 20 tuổi là du học sinh Việt Nam tại Thụy Sĩ và Phương Lan cũng là thí sinh giành giải cao nhất cho câu trả lời hay nhất. Vì sao các hoạt động của Hoa hậu thường gắn liền với việc làm từ thiện? Theo em thì cái thiện đó chính là cái đẹp. Chân thiện mỹ là những phẩm chất cao cả nhất của một người con gái Việt Nam, mà đó cũng là một đỉnh cao của sự khát vọng mà mỗi con người cần phải vươn tới. Em nghĩ rằng cái đẹp khi mà có thể gắn liền với sự hào tâm và trái tim nhân hậu và sự chân thành thì cái vẻ đẹp đó sẽ được tôn vinh lên rất là nhiều. Chào Phương Lan, cái cảm giác khi đang qua hoa hậu như thế nào? Cảm giác rất là hồi hộp và em nghĩ rằng đến cái giây phút này thì mình vẫn chưa thấm thía được hết những cái sự bất ngờ mà đã xảy ra. Em chỉ biết rằng mấy ngày vừa rồi thì mình cũng bận rộn hơn một cái chương trình, cái lịch làm việc của mình nó cũng hơi khác đi một chút, nhưng mà vẫn chưa cảm nhận được hết tất cả những cái sự thay đổi mới xảy ra hôm qua đúng không? Vâng, vẫn kiểu thấy người hơi lâng lâng rồi rất là hạnh phúc, và đi đâu thì mọi người cũng bảo là chúc mừng mình, rồi bảo hỏi không biết là có phải là Phương Lan hay không, chứ mà bây giờ cũng có nhiều người biết hơn. Thì thực sự ấn tượng với cái cách mà em dùng là chân thiện mỹ khi nói về hoạt động từ thiện của các người đẹp. Nhưng mà hình như là chị thấy em hơi run khi trả lời ứng xử. Bây giờ thì khi em còn run là lúc đấy. Vâng, bởi vì là lúc mà em trả lời thì lúc đó là em quên hết mọi thứ trong đầu, là em cũng không nhớ gì hết cả, và những cái gì mà nó đến ấy thì em nói ngay lập tức, và cũng có nhiều lúc mà em bị ngắc, tại vì là mọi người vỗ tay chẳng hạn thì em cũng dừng một chút, mà khi mà mình dừng ấy thì những cái ý nghĩ suy nghĩ ở trong đầu ấy nó lại chuyển đổi thêm thành những cái suy nghĩ khác, cho nên là nếu mà nói liên tiếp một mạch thì em nghĩ là có thể nó sẽ khác hẳn. Thế bây giờ chị sẽ cho em một câu trả lời, một câu hỏi ứng xử khác nhé. Theo em nghĩ thì một người phụ nữ như thế nào thì sẽ là cái người đại diện tốt nhất cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam? Một câu hỏi rất là hay. Một đại diện thì luôn luôn phải làm như thế nào mà là một người sứ giả tốt nhất cho quê hương đất nước của mình. Và một người phụ nữ Việt Nam thì em nghĩ rằng cái quan trọng nhất, và bố mẹ em thì cũng thường hay dạy em, là cái công dung ngôn hạnh. Đó là những cái phẩm chất mà rất là quan trọng đối với một người phụ nữ. Cũng như là chân thiện mỹ thì cũng cái đấy cũng rất là quan trọng. Và theo em nghĩ thì để làm một đại diện tốt nhất cho quê hương đất nước của mình thì mình cũng phải tỏ ra làm như thế nào cho các bạn hiểu về đất nước của mình, tại vì là có thể là mình đi nhiều nơi khắp nơi trên thế giới thì cũng không phải là ai cũng biết về đất nước Việt Nam theo cái quan niệm của mình, cho nên là mình phải dùng tất cả những cái lòng chân thành và thân thiện của một người phụ nữ Việt Nam để mình làm như nào để cho các bạn hiểu biết được thêm về quê hương của mình. Cũng không có một giây nào suy nghĩ đúng không? Vậy thì để trở thành một người đại diện tốt nhất như giống như anh vừa nói thì em thấy mình còn thiếu gì không? Em nghĩ rằng ở trong cái cuộc thi này có thể các bạn nước ngoài cũng như là em, cái đấy là cái điều mà có thể là mình bị điểm yếu nhất so với các bạn ở Việt Nam, bởi vì là mình học ở nước ngoài thì cũng không có những cái môn học mà như các bạn ở Việt Nam, mà mình cũng không biết nhiều lắm về lịch sử và văn hóa, cho nên nếu mà có cơ hội thì em cũng rất là mong là có thể trao dồi thêm những cái kiến thức này. Có rất nhiều lý do để người ta tham dự thi hoa hậu, có người thì là để tự tin hơn, có người thì để khẳng định cho mọi người thấy là mình làm được điều gì đó, và có người là để khẳng định vẻ đẹp của mình. Vậy em thì lý do vì sao mà em tham gia vào thi hoa hậu này? Đây là một cái giao lưu văn hóa,
giữa tất cả mọi người, tức là những người mà gốc Việt trên khắp thế giới. Như là bố em nói thì đây là một cái ngoại giao văn hóa và nó có một cái ý nghĩa rất là lớn, và em cũng rất là vui mừng là mình cũng có thể đóng góp một phần nào đó vào trong cái ý nghĩa này. Và ngoài ra nữa thì em cũng rất, như là em nói là em rất thích giao lưu với các bạn trên thế giới, và đây cũng là một cái dịp rất là tốt để mình có thể gặp gỡ nhiều bạn và kết bạn với cả những bạn, những người bạn Việt Nam ở trên thế giới. Em đang học ở bên Thụy Sĩ là học ngành ngoại giao đúng không? Và tại sao em lại chọn ngành này? Từ bé đến giờ thì em cũng rất thích những cái môn về xã hội, nhưng tự nhiên thì em cũng không được giỏi cho lắm. Với cả vì bố mẹ em cũng là ngoại giao, cho nên là từ bé đến giờ thì em cũng có tiếp xúc với cái cuộc sống ngoại giao mà em cũng thấy rất là thích hợp với mình. Bố em là đại sứ Ngô Quang Xuân, trưởng phái đoàn đại diện của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Em theo bố mẹ đi đến rất nhiều nước trên thế giới và sống cái quãng thời gian chủ yếu là ở nước ngoài. Vậy bố em thường xuyên nhắc em điều gì nhất về đất nước mình? Bố mẹ em thì cũng nhắc thường xuyên, tại vì là trong cuộc sống ở trường học chẳng hạn, hoặc là tiếp xúc với các bạn bè của em thì em cũng không có những cái điều mà nó gắn liền với cả Việt Nam cho lắm. Cho nên là khi mà về Việt Nam là luôn luôn là tiếng Việt, khi mà về gia đình ấy, trong gia đình thì luôn luôn là tiếng Việt. Và bố mẹ em cũng cố gắng làm như thế nào để giữ những cái truyền thống của Việt Nam, để cho em có một cái môi trường, có thể môi trường tự tạo, nhưng mà làm cho em lớn lên trong cái môi trường đó. Và em nghĩ rằng cái đó là một cái phần rất là lớn ở trong cuộc sống của mình.